Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục giảm nghèo những cách làm sáng tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ thời điểm nào mà mục tiêu giảm nghèo được huyện Mường Khương nỗ lực thực hiện như hiện nay. Cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc, nhất là vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương của mỗi đảng viên với công tác giảm nghèo trên địa bàn đã được nâng cao. Từ sự nỗ lực đó mà mỗi năm qua đi, kết quả giảm nghèo của huyện đang mang lại những kết quả đáng mừng đây chính là tiền đề quan trọng để huyện Mường Khương tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn tới, đặc biệt là hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, Đảng bộ chính quyền huyện Mường Khương tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong đó huyện đã tập trung chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm đến việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững hiệu quả. Muốn thực hiện được mục tiêu này, huyện đã lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chương trình giảm nghèo, đồng thời phát huy nội lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kết quả năm 2018, tỷ lệ giảm nghèo đạt 9,64% giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22% đạt 175% kế hoạch tỉnh giao. Qua theo dõi cái giảm nghèo trên địa bàn huyện thì phải nhận thấy rằng cái sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong cái việc mà nắm bắt được cái nguyên nhân nghèo của các cái đối tượng để mà đưa ra cái giải pháp lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong cái việc hỗ trợ cho người dân thoát nghèo là một vấn đề hết sức quan trọng. Và vấn đề thứ hai cũng không kém phần quan trọng là vấn đề phải tuyên truyền làm sao nâng cao cái nhận thức của người nghèo. Bản thân người nghèo phải tự phấn đấu vươn lên để thoát nghèo. Vươn lên bằng cách nào? Nguyên nhân tại sao mình nghèo thì cái cái nhận thức của người nghèo phải được nâng lên. Muốn nhận thức của người nghèo được nâng lên đó thì trong các cái chủ trương chính sách của Đảng này cái việc tuyên truyền hết sức quan trọng. Với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, năm 2018, huyện đã lồng ghép các nguồn vốn ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất là hơn 32 tỷ đồng. Nguồn lực này tập trung vào hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện chất lượng giáo dục y tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa riêng với chương trình 135, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã khó khăn, xã biên giới, các thôn đặc biệt khó khăn với nguồn vốn hỗ trợ gần 17 tỷ đồng. Chính vì vậy, trên địa bàn huyện đã hình thành rõ những vùng sản xuất chuyên canh ở vùng cao, trung, hạ huyện với những loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh mang tính hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người dân. Bằng các cái nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của nhà nước, thì chúng tôi đưa ra nhiều cái giải pháp lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là chúng tôi về hỗ trợ cho cây con giống thì bằng cái hình thức là hỗ trợ sau đầu tư. Đấy. một số cái lĩnh vực thì hỗ trợ sau đầu tư, một số lĩnh vực thì hỗ trợ trước đầu tư. Tuy nhiên thì trong quá trình hỗ trợ thì giao cho cấp ủy Đảng chính quyền địa phương thế rồi các cái ngành thường trực của huyện là phải tập trung hướng dẫn cho cái người người nghèo để người ta sử dụng cái đồng vốn làm sao nó hợp lý và sử dụng có hiệu quả nhất. Đấy, trong cái truyền dịch cơ cấu kinh tế đối với những cái nơi mà có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi được để mà chuyển dần từ sản xuất tự túc tự cấp sang cái sản xuất hàng hóa để nâng cao cái thu nhập của của người dân cũng như là của người nghèo đặc biệt là trong cộng đồng thì chúng tôi tuyên truyền vận động trong cộng đồng dân cư là giữa người dân giúp đỡ lẫn nhau hộ có đất sản xuất thì hỗ trợ cho thuê với cái gọi trách nhiệm cái thứ hai nữa là cho mượn đất để cho những cái hộ nghèo thiếu đất sản xuất để người ta sản xuất. Thế rồi những cái hộ mà thiếu sức lao động thì trong cộng đồng sẽ hỗ trợ người ta bằng cái sức lao động để sản xuất để ổn định cuộc sống. Trước đây, Thanh Bình là một trong những xã có khá nhiều khó khăn của huyện Mường Khương. Nhưng nay đời sống của người dân đang được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ giảm nghèo của xã luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 11,7%. Đến nay xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả này chính là việc địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế giảm nghèo trong nhân dân. Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả nay được bà con chuyển sang một số loại cây mới như dưa, chè, lúa sánh củ. Đây là những loại cây đang mang lại thu nhập cao cho người dân. Gia đình bà Hà Thị Nghĩa từ một hộ nghèo nay đã vươn lên thất nghèo nhờ vào trồng chè. Từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách năm 2000 gia đình bà chuyển sang trồng chè với diện tích 1 hecta khi diện tích chè cho thu hoạch mỗi năm gia đình bà cũng thu nhập được 60 đến 70 triệu đồng năm 2018 vừa qua một niềm vui đến với gia đình bà đó là được công nhận thoát nghèo nghĩ rằng tôi sẽ làm cây chè này tôi cũng phát triển được kinh tế cho nên là tôi đã um, hy sinh và tôi đã vay vốn dám vay vốn của nhà nước tôi đã trả xong cái số đấy rồi tôi lại vay tiếp để tôi làm Thế cuối cùng được cái nương chè như thế này có nghĩa là gia đình tôi cảm thấy rất là vui mà bây giờ kinh tế nó đã đẩy mạnh lại đẩy cao lên và tôi trong gia đình tôi đã ổn định và và cũng rất là cảm ơn nhà nước coi như là đã coi như đầu tư về cái vấn đề từ cái um, chuyển đổi từ cây cây ngô cây ngô đến bây giờ đến trồng chè cây chè này là cây chè bây giờ nó không thể đi đâu mất được cả lúc nào nó cũng có thể hái và bán được mà trong khi đó trời mưa cũng có thể thu được nhưng mà dự ngược lại cây ngô thì trời mưa nó thối hết trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng, xã Thanh Bình đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng lộ trình cụ thể, gắn với đó là giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ để lồng ghép đầu tư vào sản xuất và đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới thì mục tiêu giảm nghèo cũng đồng thời đạt kế hoạch đề ra. Đầu tiên thì dân cũng không chưa hiểu được lắm, cho nên là người ta quan tâm với mỗi chủ yếu là cái số lượng còn bây giờ người ta đang biết quan tâm đến chất lượng của bao thóc nó gấp đôi nhau ấy. nắm bắt thì một số đúng là nếu mình không không vào cuộc không hướng dẫn không không trực tiếp nắm bắt được cái cái, cái khó khăn của từng hộ thì không không biết được thì mấy năm qua thì chúng tôi cũng đã cho cử cho cán bộ đến tận nơi và đặc biệt là trong thời gian tập trung về xây dựng nông thôn mới ấy, thì các cái nguồn vốn đều được mọi người dân đều được tiếp cận tinh thần vào cuộc thì chúng tôi quyết định làm, làm quyết liệt đánh giá từng cán bộ trong cái việc đi từng thôn bản không hoàn thành mức độ hoàn thành chúng tôi đánh giá từng tháng một. Năm 2015, xã Bản Lầu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã được hình thành rõ nét và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên gần đây giá dứa xuống rất thấp, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Các cơ quan chuyên môn đang vào cuộc để đưa ra các giải pháp nhằm phát triển cây dứa, cây chuối là hai cây thế mạnh của địa phương được phát triển bền vững. Đối với chính quyền xã, không để tình trạng cung vượt cầu đã định hướng cho người dân chuyển đổi sản xuất. Tại thôn Làng Ha, không ít hộ dân đã chuyển sang phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhiều hộ đồng bào dân tộc giao trước đây là hộ nghèo, chỉ quen với đốt nương làm rẫy. Nay các hộ trong thôn đã tập trung chuyển sang trồng quế với sự hỗ trợ của nhà nước theo dự án 661. Đến nay, 30 hecta quế của thôn Làng Ha đang lên xanh tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu cả chục tỷ đồng cho người dân trong tương lai không xa. À, năm 2014, 13, 14 được dự án 661 một như vậy hỗ trợ về cái cây giống và hỗ trợ tiền trồng thì như vậy là là, là 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 bà con đã như vậy là gì toàn bộ cái diện tích không canh tác như vậy là trồng sắn trồng ngô thì bà con tận dụng như vậy là trồng quế để phát triển kinh tế gia đình thường thường họp là vận động bà con khu vực đầu nguồn ấy, là chúng ta không nên canh tác sản xuất về cây dứa đặc biệt phun thuốc trừ cỏ các thứ mà nên phát triển cây cơ, lâm nghiệp công nghiệp lâu năm năng động mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng bởi vậy mà năng suất giá trị hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác của xã bản lầu thời gian qua tăng lên đáng kể đời sống nhân dân không ngừng đổi thay nhiều loại cây trồng mới tiếp tục được bà con mạnh dạn đưa vào trồng nhiều loại cây trồng mới tiếp tục được bà con mạnh dạn đưa vào trồng, điển hình như cây quế, lúa đặc sản sánh cù. Chính vì vậy mà kinh tế, đời sống của người dân trong thôn trong xã không ngừng được cải thiện, tỷ lệ giảm nghèo của địa phương luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua những cái năm qua về cái chuyển đổi mục đích như từ vật nuôi cũng như là cái cây kém hiệu quả như là cây ngô, cây lúa thì bà con đã À, chuyển đổi sang trồng chuối dứa cũng như là cây chè thì à, cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của xã Bản Lầu thì đều đã giảm à, đáng kể. À, đặc biệt là năm 2018 thì chúng tôi đã điều tra giả soát thì hiện nay chỉ còn có 109 hộ à, nghèo trên địa bàn xã thì à, chúng tôi dự kiến đến năm 2020 thì à, sẽ giảm à, Bản Lầu chỉ có khoảng 3% à, tỷ lệ hộ nghèo. Đó cũng là nhờ cái à, sự chuyển đổi à, cây trồng vật nuôi à, đúng hướng của các ủy chính quyền của bà con nhân dân. Thì hiện nay cái tỷ lệ nghèo của bà con xã bản đầu rất là ít. Năm 2019, huyện Mừng Khương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 13 đến 14% để đạt được mục tiêu này huyện đã và đang quyết liệt chỉ đạo sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nghèo để họ tự vươn lên kết hợp với sự chung tay của cả cộng đồng để người nghèo nhanh chóng thoát nghèo đồng thời nắm bắt rõ nguyên nhân nghèo tại sao nghèo của các hộ dân để từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu đây chính là cách mà huyện mường khương đang tích cực triển khai để công tác giảm nghèo của huyện về đích so với kế hoạch đề ra quý vị và các bạn thân mến tới đây chuyên mục giảm nghèo những cách làm sáng tạo của đài phát thanh truyền hình lào cai xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau